Tờ báo New York Times nói về sự giàu có của gia đình của ông Ôn Gia Bảo, tin từ Bắc Kinh. Hôm nay, Trung Cộng đã nói với các phương tiện truyền thông nước ngoài rằng bài báo của tờ New York Times cho rằng gia đình của Thủ tướng Trung Cộng ông Ôn Gia Bảo, một nhà lãnh đạo nổi tiếng với nguồn gốc khiêm nhường và lòng từ bi đối với những người dân bình thường, đã tích lũy một của cải lớn trong suốt thời gian ông Ôn Gia Bảo cầm quyền, là một nỗ lực để làm lu mờ hình ảnh của đất nước Trung Hoa. Hôm nay, tờ báo Times đưa tin một đánh giá của các hồ sơ của công ty và cơ quan chức năng cho thấy người thân của Thủ tướng Trung Cộng, bao gồm cả vợ của ông, đang kiểm soát một tài sản trị giá ít nhất là 2.7 tỷ Mỹ Kim. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Cộng ông Hồng Lỗi nói tại cuộc họp báo hôm nay ở Bắc Kinh rằng bài báo này làm dơ bẩn hình ảnh của Trung Quốc là do có động cơ, không nói ra được. Trang mạng của tờ báo Times bằng tiếng Anh và tiếng Trung Hoa đã bị chặn ở Trung Quốc vào buổi sáng hôm nay, và tìm kiếm tên tờ báo New York Times cũng như tên của các con và vợ của ông Ôn Gia Bảo đã bị chặn trên dịch vụ Microblog của Trung Quốc, tương tự như Twitter. Khi được hỏi lý do tại sao các trang mạng này bị chặn, ông Hồng nói rằng Trung Quốc quản lý Internet theo quy định của pháp luật và các quy tắc. Báo The Times đưa tin rằng mẹ của ông Ôn Gia Bảo, các anh chị em và các con đã thu thập phần lớn của cải kể từ khi ông được đưa lên làm phó thủ tướng vào năm 1998. Ông Ôn Gia Bảo được thăng chức thủ tướng vào năm 2003. Đưa ra một ví dụ, tờ báo Times cho biết các quỹ đầu tư nằm dưới sự kiểm soát của người thân của ông Ôn Gia Bảo và bạn bè của họ cùng các đồng nghiệp nắm giữ lên đến 2.2 tỷ Mỹ Kim giá trị cổ phiếu trong công ty bảo hiểm Ping An của Trung Quốc trong năm 2007, là năm cuối cùng mà danh sách những người nắm giữ cổ phiếu được tiết lộ trong các tài liệu công khai. Tờ báo cho biết thêm, người mẹ 90 tuổi của ông Ôn Gia Bảo đã có một đầu tư trong Ping An trị giá 120 triệu Mỹ Kim 5 năm trước đây. Tờ báo The Times cho biết đã trình bày các phát hiện của mình cho chính phủ Trung Cộng để lấy ý kiến. Bộ Ngoại giao Trung Cộng đã từ chối trả lời. Tờ báo Times cho biết các thành viên trong gia đình của ông Ôn Gia Bảo cũng đã từ chối bình luận hoặc đã không trả lời yêu cầu bình luận. Cuộc sống riêng tư của các nhà lãnh đạo Trung Cộng cũng như các tài sản của họ được giữ bí mật với các chi tiết cá nhân được coi là bí mật quốc gia. Tuy nhiên, các trường hợp chống lại các quan chức cấp thấp thường xuyên được các phương tiện truyền thông Trung Quốc phanh phui, và các báo cáo của các phương tiện truyền thông Tây Phương và Hồng Kông về các quan chức cao cấp cho thấy rõ mức độ hưởng lợi khổng lồ của những người có quyền lực trong một quốc gia cộng sản độc tài. Thỉnh thoảng, một vài các quan chức hàng đầu bị bắt và truy tố do tranh giành quyền lợi giữa các phe phái.